xem gì thôi. Chẳng làm gì. Cháu này là bị cận thị đấy. Đây. Tôi làm cả hai phác đồ các chị xem này. Vâng, thầy đọc từng số cho mọi người ạ. Vâng. 6 là 34. 34 đã. Rồi mới đến 6. 6. Tiếp tục 34. 1. 127. 267. Có trên Facebook. 130. 130. Theo ông đừng ngờ tay ông nhá. 130. Thế nhưng làm cho em đi. Đây này em nó chưa được làm này. Đây này em bé này. 130. 3. 3. 3. Đây. Hay còn gọi là ế mình là đây. Ế mình. Vật ế mình của Đông Y. Đấy là một phác đồ của Trần Vĩnh Thắng. Làm nên phác đồ ông Trần Cẩm này. Tôi xin đọc lại là 2. Hay còn gọi là 24. 4 gọi là 46. 8. 20. 12. 13. 73. 73. 13. 13. 73. 65. 100. 131. 130. 267. Quay trở lại 34. Đọc lại một lần nữa. Vâng. 2 3 6 5. Nghĩa là mình quay lại làm là 2 lần. Vâng. 267. Bây giờ đến 358. 423. 267. Cuối cùng là 180. Phong trì và hợp cốc. Đấy, 180 phong trì và hợp cốc là để đúng loại. Đúng hai cái chỗ họ. Đấy, phong trì đấy. Vì kéo cổ con người ta xuống cái này rồi thì làm đồ nhắc ở đây luôn này. Đây là phong trì. Phong trì đây này. Đây là phong trì, đây là hợp cốc. Đây không phải hợp cốc. Đây là đồ hình mắt ở cổ, đây là đồ hình mắt ở lưng. Còn hợp cốc đây. Chúng bạn thị. Chúng bạn thị đấy. 108. À một, đúng rồi. 180. Không chỉ hợp cốc. Chúng thấy đó mà. Đấy, đây là nhưng mà đồ hình mắt đây, ngón tay út này, đây ngón tay út này, đây mi dưới mi trên, đây mắt thứ hai, mắt giả thứ ba này, mắt giả thứ bốn này, mắt giả thứ năm này và mắt giả thứ sáu này. Và đó rồi mình phải này, tất cả đồ mắt à, đây nhưng mà tôi đã bảo từ sáng nhá, tôi chỉ làm một lần thôi, còn sau đó các cháu tự làm, mình tự hướng dẫn mà.
đây cháu ơi, mắt giả 1, 2, 3 đây thì tôi làm thì nó không làm, nếu mà tôi không làm nó làm. Thế, thế thì để nó làm, tôi tiết kiệm thời gian, làm được khác. Còn đây là bị cận thị. Cận thị. Ông Trần Dũng Thắng. Trần Dũng Thắng, 2 lần sau. Trần Cắm. Lần trước là mình làm 3. Làm 2 cái bác đồ đó. Ông Trần Dũng Thắng không đủ mạnh. Thì làm rồi, thưa thầy, nhưng mà làm 12 phác đồ là một lúc ạ? Không sao, không sao.